Kênh Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ, trúng số đổi đời giàu to, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mậu Tuất gây dựng cơ đồ, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi, tài năng bản thân có thừa, công danh rộng mở phát tài quanh năm. Hé lộ bí mật giúp Mậu Tuất sinh năm 1958, rũ sạch tai ương, đổi vận bất ngờ, giàu to, đúng tháng 5, 6, 7 âm lịch. Quý vị tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thân mến, như chúng ta đều biết, cuộc sống này là vô thường. Ngày mai sẽ ra sao là điều khó lòng đoán trước, đâu đó những tai ương khổ nạn luôn trực chờ, có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, có người chọn mạnh mẽ cứng rắn để bước qua, nhưng cũng có người lại chọn trốn tránh bỏ cuộc. Một số người cho rằng trong cuộc sống, có những lúc chúng ta cần phải sống bao dung mà bỏ qua mọi việc, vừa là để bản thân được thanh nhàn, vừa là để người khác được nhẹ lòng nơi cuộc sống xô bồ này. Chính tấm lòng chất phác, lương thiện đó đã tạo nên một tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 khi cứng rắn trước bão giông, khi lại mềm mỏng trước nhiều biến cố của kẻ yếu đuối hơn mình. Đến Phật thần cũng cảm nhận được tấm chân tình của bản mệnh. Và trước đây, bão giông, mưa rào đến đâu không cần biết, nhưng đúng 3 tháng giữa năm 2024 tới đây được dự báo sẽ là thời vận sáng lóa, tuổi Mậu Tuất ung dung hưởng lộc trời, tiền tỷ đầy hai tay, cực may và giàu có, nếu tránh được ba điều cấm kỵ được nhắc đến trong chương trình hôm nay. Vậy, ba điều cấm kỵ đó là gì? Vận trình của con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ diễn biến như thế nào? Cụ thể ra sao? Thì xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải chi tiết những điều bất ngờ sau đây nhé! Xem tử vi cho thấy, người sinh vào tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ, địa chi Tuất, dương thổ, can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho bản mệnh là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no. Đa phần những người tuổi Mậu Tuất đều thuộc mẫu người sắc sảo, cứng rắn, họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình, trong khi những người lăn lộn ngoài xã hội khéo léo đến mức không biết đâu là bộ mặt thật. Thì người tuổi Mậu Tuất mệnh thổ vẫn hơi nhàn tản, nghĩ gì làm nấy, vì thế càng khó có thể chống đỡ được trước những thay đổi, cùng cạnh tranh khốc liệt trong xã hội. Đường tài lộc của tuổi Mậu Tuất mệnh thổ khá tốt, thậm chí có thể nói là khá lý tưởng nữa, tuy Mậu Thất cần phải thận trọng, bởi có thể sẽ nảy sinh tranh chấp nhỏ với người khác về vấn đề tiền bạc, đây là chuyện rất dễ xảy ra, cũng may đó chỉ là những vấn đề nhỏ. Không giỏi kinh doanh lươn lẹo, nhưng Mậu Tuất thổ tự có cách để túi tiền của mình càng ngày càng đầy thêm, kinh tế sung túc thoải mái, nếu có kế hoạch gì thì nên nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, thành quả thu được thường thành công hơn nhiều so với tưởng tượng của bản mệnh đấy ạ. Tuổi Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật, họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Trong cuộc sống, con giáp này không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng trong lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Mậu Tuất hợp với canh dần, bính dần, giáp dần, nhâm ngọ, bính ngọ, mậu ngọ, giáp tuất, mậu tuất, hành thủy, hành mộc và hành hỏa, kỵ với bính thìn, canh thìn và các tuổi mạng kim, mạng thổ, mang hàng can, giáp, ất. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ thân tộc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp, người này cần chú ý khi hợp tác làm ăn, vì dễ bị phản phúc.
lừa gạt. Cuộc đời tuổi này thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần phải chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận họ lại an nhàn, ấm no, vì họ có nghề nghiệp ổn định, không phải lông bông. Họ là người có học, tuy nhiên khó vào, song họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Theo lục thập hoa giác của Mậu Tuất, ngũ hành nạp âm của tuổi này là bình địa mộc, tức cây mọc giữa đồng bằng. Phần lớn người mệnh mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát, thế nhưng với người mang nạp âm bình địa mộc, đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế họ luôn trân trọng những thứ mà mình đang nắm giữ, dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng đều cố gắng hoàn thành để đạt được những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chia bai ít hay nhiều, bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội, do đó mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng, trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công. Mọi việc làm của người này đều có sự tính toán từ trước, phần thắng nắm chắc trong tay họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có, nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra. Riêng chuyện tình cảm lại cực kỳ tốt, đi đến đâu cũng có người thương, kẻ mến. Cũng chính điều này mà cuộc sống tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Họ cũng dễ mềm lòng và tha thứ cho những sai sót, khuyết thiếu của đối phương, ít khi tranh cãi mà thường nhường nhịn, lấy phần thiệt về mình. Cuộc sống gia đình nhờ thế mà êm ấm, hạnh phúc lâu bền. Trong gia đình, vợ chồng tương kính như tân, hiếm khi lời qua tiếng lại, luôn lấy sự hòa thuận làm đầu, con cái nhờ thế cũng có tính tình điềm đạm, gia đình hạnh phúc, lâu bền. Xem tử vi năm Giáp Thìn 2024, đối mặt với cục diện xung thái tuế và sao xấu chiếu, năm Rồng được xem là năm khó khăn, nhiều biến động và áp lực đối với người tuổi Mậu Tuất. Mọi thứ muốn có được đều phải đổ mồ hôi, công sức gấp nhiều lần so với năm cũ, cảm giác kiếm tiền, chật vật mà tiêu xài lại lớn do nhiều hao tinh tác động. Tuy nhiên, theo lá số tử vi, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 là con giáp vô cùng may mắn khi gặp được 3 tháng phát tài, đó là tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch. Đây được dự báo là thời điểm hiếm có để con giáp này trở mình, lội ngược dòng ngoạn mục, không những trả sạch nợ nần, mà một số người tuổi Mậu Tuất còn may mắn trúng lớn liên tiếp, làm đâu được đó, phất lên như diều gặp gió, tiền bạc cứ thế đổ về, âm âm giàu có quanh năm. Trong 3 tháng tới này, được tam hợp quý nhân phù trợ, vận khí bản mệnh bừng sáng, sự nghiệp hanh thông, những người còn tại chức hay hoạt động ngoài xã hội thì trong tháng 5, 6, 7 âm này, tiến trình công việc được suôn sẻ, thuận lợi, tiến độ luôn được đảm bảo, thậm chí vượt tiến độ, được lãnh đạo đánh giá cao, đề bạt lên chức vụ mới. Trong 3 tháng tới, vận tài lộc của con giáp tuổi Mậu Tuất rất hanh thông, có nhiều nguồn thu bất ngờ, kinh doanh có lãi, đầu tư sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh, tất cả là nhờ quý nhân tam hợp đưa đường chỉ lối, bản mệnh mở rộng quan hệ xã giao, gặp gỡ đối tác hay có bạn đồng hành đáng tin cậy và có thực lực kinh tế, hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời, mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công cao. Trong tháng 5, 6, 7 âm lịch này cũng thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh ký kết hợp đồng, nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình, thì nắm chắc cơ hội ngay. 3 tháng tới này sẽ mở ra nhiều cơ hội thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Một số người có con mắt tinh đời, đầu óc sáng tạo và tinh thần không ngại khó, có thể nhanh chóng mở ra lối đi riêng, là người tiên phong cho một trào lưu mới. Chính vì là người dẫn đầu nên bạn thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng với năng lực và sự đóng góp của mình. Có thể coi đây là lời cổ vũ, động viên thiết thực nhất, giúp bạn tiếp tục có động lực cố gắng hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Hãy luôn kiên định với những hướng đi của mình, kể cả khi vướng phải những khó khăn nhất thời, rồi bạn sẽ dần gặt hái được trái ngọt. Hơn nữa, bên cạnh bản mệnh vẫn luôn có bạn bè, đồng nghiệp, người thân tích cực ủng hộ. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch cũng được cải thiện đáng kể. Người ốm mau chóng phục hồi, người bình thường càng thêm khỏe khoắn, yêu đời. Tuy nhiên, cần lưu ý bạch hổ hung tinh có thể gây tai nạn bất ngờ. Vận trình tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực, vợ chồng câu trước mâu thuẫn, câu sau làm hòa, gia đạo yên vui, con cái khỏe mạnh, làm ăn giỏi giang.
cô bác đi đến đâu cũng được nở mày nở mặt. Nhìn chung, trong tháng 5, 6, 7 âm lịch này được định sẵn là những tháng nhiều may mắn, cát lành đối với người tuổi Mậu Tuất. Đây còn được dự báo là 3 tháng phát tài, phát lộc, ăn nên làm ra, của cải dư giả của bản mệnh. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 3 tháng này, chắc chắn sẽ đổi vận nhanh chóng, giàu như vũ bão trong năm 2024. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của quý cô bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong tháng 5 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp, bước sang tháng 5, 6, 7 âm lịch tới này chính là thời điểm nhiều may mắn và phúc khí vây quanh của bản mệnh. Được quý nhân tam hợp nâng đỡ, bản mệnh tiến hành việc gì cũng thấy trôi chảy, mưu sự dễ thành, công việc có bước tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn sẽ đạt được sự kỳ vọng của bản thân, cũng như lãnh đạo, đồng nghiệp hay người thân trong gia đình. Thời điểm này, bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, vì vậy dù có phải đối diện với khúc mắc gì, cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ, thậm chí bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái, tích cực, bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng nhất bản mệnh cần chú ý trong thời điểm này chính là duy trì tính kiên nhẫn của mình, chớ nên thấy chán hoặc thấy khó mà bỏ dở giữa chừng. Về tài lộc, tháng này của tuổi Mậu Tuất cũng rất hanh thông, có nhiều nguồn thu bất ngờ, kinh doanh có lãi, đầu tư sinh lời, tiền bạc rủng rỉnh, tất cả là nhờ quý nhân tam hợp đưa đường, chỉ lối, bản mệnh mở rộng quan hệ xã giao, gặp gỡ đối tác hay có bạn đồng hành đáng tin cậy và có thực lực kinh tế, hợp tác, làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời, mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công cao. Trong tháng, thứ tài dồi dào, tuổi Mậu Tuất khá may mắn về tài chính, tuy nhiên, vận may đó chỉ đến bằng con đường chính thống, tức là làm ăn chân chính. Còn nếu vi phạm pháp luật thì sớm muộn gì cũng đại bại, trắng tay, nhớ chú ý điều này của bậc thầy tử vi các bác nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo tháng 5 âm lịch này cũng có nhiều phần cát lợi, cô bác đi đâu, cô bác cũng được chào đón, không những công việc thuận lợi mà chuyện xã giao cũng tốt đẹp vô cùng. Trong ngoài đều lý tưởng, gia đạo bình ổn, các cặp vợ chồng tuy có mâu thuẫn nhưng nhanh chóng làm hòa, con cái khỏe mạnh, làm ăn giỏi giang. Khoảng cách giữa các thế hệ trong một gia đình cũng rút ngắn lại, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho người thân hơn nữa. Chỉ là sức khỏe không được tốt cho lắm, ra đường cẩn thận họa xe cộ, va chạm hoặc vi phạm luật giao thông, khiến tiền bạc trôi đi nhanh, bạch hổ hung tinh mang tới điểm báo về hỏa huyết quang, ma chay, hao tổn tinh thần, nên cô bác Mậu Tuất phải cẩn thận hết sức. Xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Tuất, mặc dù cuộc sống nhiều áp lực, nhưng nếu cô bác biết cách cân bằng, không tham lam hay ôm đồm quá nhiều thứ, sống buông bỏ, thì vẫn cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái như thường. Quý nhân, Ngọ, Mão. Tiểu nhân, Tuất, Thân. Màu sắc may mắn, đen, xanh dương. Con số phát tài, 1209, 55. Tử vi tuổi Mậu Tuất trong tháng 6 âm lịch. Trong tháng 6 âm lịch này, chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm dưỡng, người tuổi Mậu Tuất được khuyên nên chậm lại bước chân của mình, tính toán mọi thứ thật kỹ rồi bạn sẽ tìm ra câu trả lời mà mình mong muốn, đừng quá nóng vội kẻo xôi hỏng bỏng không. Xem tử vi tháng, sang tháng 6 âm lịch cục diện tương phá, vận trình tháng giảm sút, tài lộc kém sắc, không có quý nhân giúp sức, trong khi đó tiểu nhân đầy rẫy, khiến công việc trúc trắc, bất thuận. Lưu ý, khi tiến hành bất cứ việc lớn nhỏ nào, cũng cần triển khai theo kế hoạch, đi theo trình tự nhất định mới hạn chế được sai lầm, thất bại. Về mặt công việc của người tuổi Tuất trong tháng 6 này cũng tương đối vất vả, lao động nhiều mà thành công đạt được lại quá ít, tỷ kiên cùng thiên ấn gây biến động trong việc cư trú cũng như công việc của bạn, thay đổi chỗ ngồi, thay đổi người hợp tác, nhà phải chuyển chỗ hoặc sửa chữa đồ điện trong nhà. Có thể nói, tháng này bạn phải làm việc cật lực mà không đạt được thành tích gì, thậm chí bạn còn phải giúp anh chị em của mình giấu một bí mật với người lớn trong nhà. Thực là lòng có nỗi khổ không thể biểu lộ cùng ai. May mắn trong tháng mệnh chủ được thiên đức chiếu cố, dù công việc có vất vả, gặp gỡ nhiều trở ngại, nhưng vẫn có cơ hội được quý nhân giúp sức nếu nỗ lực hết mình. Tuổi Mậu Tuất vốn cầu thị, khá tham vọng, nên không dễ dàng đầu hàng trước hoàn cảnh. Nói đúng hơn, hoàn cảnh càng khắc nghiệt bao nhiêu, bạn càng được tôi luyện và trưởng thành bấy nhiêu,
có những lúc phải cảm ơn cuộc đời đã cho ta thử thách, để từ đó ta biết mình là ai, mình có khả năng gì để phát huy. Tài lộc tháng này cũng kém, thứ tài như đi vào ngõ cụt, kinh doanh buôn bán chậm, dù vẫn có đồng ra đồng vào nhưng không đáng kể. Trong đầu tư kinh doanh, tuổi Mậu Tuất phải hết sức thận trọng, nhất là khi làm ăn cùng người tuổi Thìn và tuổi Dậu. Bản mệnh vốn dễ tin người, lại cả nể, đôi khi bị lợi dụng, thậm chí lừa gạt mà vẫn cam tâm tình nguyện dù biết rõ điều đó. Chính tài trong tháng duy trì ở mức bình ổn, người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức lương hiện tại, có thể bạn đang tìm cách để nâng cao mức lương ấy, nhưng trước mắt chưa tìm ra giải pháp nào hiệu quả. Nói chung, chỉ khi nỗ lực phấn đấu, mọi thứ mới tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Vậy nên, chỉ cần bạn chăm chỉ, xông xáo nhận việc, không lo bị phụ công, ắt sẽ nhận về nhiều thành quả xứng đáng. Tình cảm gia đình trục trặc, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn, cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Sức khỏe giảm sút, Mậu Tuất dễ ốm đau, mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, dưỡng sức nhiều hơn. Bên cạnh đó, để đề phòng các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, nhất là dạ dày. Quý nhân, Thân, Ngọ. Tiểu nhân, Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn, nâu, đỏ. Con số phát tài, 09, 34, 18. Tử vi tuổi Mậu Tuất trong tháng 7 âm lịch. Theo dõi tử vi hàng tháng có thể thấy rằng, trong tháng 7 âm lịch tới này, người tuổi Mậu Tuất có hung vận khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến vận trình của con giáp này. Đầu tiên là đường tình duyên gặp nhiều trắc trở, bản mệnh khó tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp vợ chồng cũng có thể gặp vấn đề trong cách nuôi dạy con cháu, đặc biệt là trong khoảng thời gian các cháu được nghỉ hè và có nhiều thời gian ở nhà hơn. Ông bà, cha mẹ nên bàn bạc và thống nhất cách dạy con trong khoảng thời gian này, tránh tranh cãi gay gắt ngay trước mặt con trẻ. Một điều cần lưu ý nữa với người tuổi Mậu Tuất trong khoảng thời gian này là về vấn đề tiền bạc. Bản mệnh kiếm được tiền nhưng lại chưa thực sự cân đối với các khoản chi tiêu của mình. Thêm vào đó sự xuất hiện của đại hao hung tinh càng khiến cho tình hình tồi tệ hơn. Bản mệnh có thể thấy tiền bạc chạy khỏi túi mình mà không cách nào ngăn cản được. Kinh doanh, buôn bán có vào có ra, chi phí và lãi suất tương đương. Nhìn chung, đời sống vật chất không thiếu thốn, nhưng để gặt hái thành quả mang tính đột phá thì chưa thể. Với những ai đang nắm trong tay một vài hạng mục đầu tư, nhất là đầu tư về đất đai, bất động sản, nên để án binh bất động, chờ thời cơ tốt rồi tính chuyện mua bán, chuyển nhượng sau. Vì đây chưa phải là thời điểm lý tưởng, bán hay mua ở thời điểm này đều không mang lại khoản lợi nhuận cao cho cô bác đâu ạ. Với những ai vẫn giữ tư tưởng làm giàu nhờ vận đỏ đen, tháng này chắc chắn giống túi. Các cụ ta đã dạy, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần tới cho, lười lao động mà lại chỉ muốn hưởng thành quả. Sớm muộn gì cũng nghèo khó khôn cùng, vì vậy hãy nỗ lực hết mình, làm bao nhiêu ắt hưởng bấy nhiêu, có trời đất chứng giám, ắt sẽ có ngày giàu sang. May mắn, sức khỏe tháng này ổn định, không mắc trọng bệnh, tuy nhiên, cần chú ý ăn uống và cần chú trọng dưỡng sinh, nghỉ ngơi điều độ, nếu có thể hãy đi du lịch để thư giãn tinh thần. Ngoài ra, chú ý an toàn trong khi sử dụng các thiết bị điện, để phòng bị điện giật hay xảy ra cháy nổ. Quý nhân, Dần, Mão. Tiểu nhân, Tị, Thìn. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số phát tài, 21, 94, 33. Tiếp theo là phong thủy kích hoạt tài lộc cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. 1. Sử dụng đá phong thủy. Người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 có ngũ hành nạp âm là bình địa mộc. Để kích hoạt tài vận thì nên sử dụng một số loại trang sức phong thủy màu xanh lục, xanh lam, đen, như vòng tay thạch anh xanh Aventurine, vòng tay thạch anh tóc đen, vòng tay Aquamarine, vòng tay đá núi lửa Olic. Thạch anh xanh Aventurine được mệnh danh là thạch anh tài lộc. Đây là viên đá của niềm tin và cơ hội, mang đến cho chủ nhân những điều ước về công danh, tài lộc trở thành hiện thực. Người mang viên đá này thường xuyên thì tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn, tỉnh táo. Aquamarine được cho là viên đá của thần biển. Tên của nó trong tiếng Latin có nghĩa là nước biển. Ngư dân Hy Lạp cổ đại thường mang nó bên mình để chống lại cơn sóng dữ. Đây là viên đá của sự may mắn, bình an. Mang nó bên mình thì tinh thần tĩnh tại, êm ả. 2. Trồng cây phong thủy. Một số cây cảnh phong thủy mang lại nhiều tài lộc và may mắn nhất cho người sinh năm Mậu Tuất. Đó là cây ngọc bích, cây vạn niên tùng hay còn gọi là tùng La Hán, cây cau tiểu trâm, cây trầu bà đế vương xanh, cây trường sinh, cây vạn niên thanh,
cây kim ngân, sen đá nâu, cây ngũ gia bì. Ngoài ra, còn có thể trồng các loại cây thuộc hành thủy để mang lại sự tương sinh, giúp bạn gặp nhiều may mắn, tài lộc. 3. Hướng nhà dành cho tuổi Mậu Tuất. Người tuổi Mậu Tuất thường dễ gần, nhân hậu, họ sống giản dị, không tham vọng và không thích bon chen. Hướng nhà hợp gia chủ nam tuổi Mậu Tuất. 1. Hướng Tây sinh khí, sự nghiệp công danh thuận lợi, mọi sự phát triển, gia đình đầm ấm, sum vầy. 2. Hướng Đông Bắc, thiên y, mọi sự thuận buồm xuôi gió, sức khỏe dồi dào. 3. Hướng Tây Nam, diên niên, tình duyên tốt đẹp, gia đình thuận hòa. 4. Hướng Tây Bắc, phục vị, phúc khí dồi dào, tấn tài tấn lộc, công việc ổn định. Hướng nhà xấu gia chủ nam tuổi Mậu Tuất nên tránh Nam, Bắc, Đông và Đông Nam. Hướng nhà hợp gia chủ nữ tuổi Mậu Tuất. 1. Hướng Đông sinh khí, công danh phát triển, tài lộc dồi dào, thăng quan tiến chức. 2. Hướng Đông Nam, thiên y, phúc đức mãi về sau, sức khỏe được cải thiện. 3. Hướng Bắc, diên niên, tình cảm gia đình bền vững, đầm ấm. 4. Hướng Nam, phục vị, tinh thần sảng khoái, sức khỏe dồi dào, may mắn không ngừng, bản thân tiến bộ. Hướng nhà xấu gia chủ nữ tuổi Mậu Tuất nên tránh là hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Mậu Tuất theo tháng sinh. Sinh vào tháng 1. Người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 1 tốt về đường sức khỏe, ít mắc phải các bệnh vặt, họ chất phác, thật thà và rất biết cách cảm thông cho người khác. Nếu họ muốn làm nên nghiệp lớn thì cần thêm một chút nhạy bén và dám mạo hiểm. Sinh vào tháng 2 âm lịch. Họ tự tin làm chủ cuộc sống, biết được thế mạnh của mình, nên không bao giờ rụt rè, e sợ. Tuy nhiên, người sinh vào thời điểm này nên biết tiết chế lời nói, tránh để người khác hiểu nhầm đang khoe khoang, tự tin thái quá. Sinh vào tháng 3. Tuổi Mậu Tuất sinh tháng 3 tinh tế, khéo léo, biết dẫn dắt và làm chủ cuộc đối thoại, đường công danh thuận lợi, vận đào hoa lại càng vượng hơn nữa. Vì vậy đừng ham mê sắc đẹp nhất thời mà bỏ qua hạnh phúc thực sự. Sinh vào tháng 4. Những người này không bao giờ ôm ấp tham vọng xa vời, do vậy cuộc sống của họ rất tự do, thoải mái và biết hài lòng với những thứ mình đang có. Hơn nữa, họ cũng là người hiểu biết, sống chân thành, biết cách ứng xử. Sinh vào tháng 5. Miệng lưỡi trơn tru, linh hoạt nên thích hợp với những công việc như tham mưu, tư vấn. Bản mệnh sinh ra đã ở trong điều kiện tốt, được gia đình hỗ trợ, tạo điều kiện hết mình. Sinh vào tháng 6. Bản mệnh ham thích tự do, bản tính phóng khoáng, có chí hướng, trí thông minh của người tuổi Mậu Tuất sinh tháng này rất đáng nể, tuy vậy đôi khi họ lại gặp khó khăn trong biểu đạt ý kiến. Sinh vào tháng 7. Bản tính đơn thuần, chất phác, không vì tiền bạc của cải mà làm trái với lương tâm, vì vậy mà bản mệnh phải bôn ba, vất vả nhiều, nhưng về sau sẽ được hưởng hạnh phúc mỹ mãn. Sinh vào tháng 8. Đây là người tính tình, vận mệnh có nhiều điểm mâu thuẫn, họ thông minh, tài trí, nhưng lại dễ nản lòng. Cuộc sống của họ dựa vào lý trí nhưng lại có phần bốc đồng, sốc nổi, xét tổng thể, bước đường công danh không có gì đáng ngại. Sinh vào tháng 9. Người sinh tháng này ruột để ngoài ra, gặp chuyện bất bình sẽ không uất ức nín nhịn, tuy không coi trọng tiền tài, vật chất, nhưng nhờ tài hoa quyết đoán của họ, mưu sự tất thành. Sinh vào tháng 10 âm lịch. Mệnh chủ, đường công danh sự nghiệp rộng mở, làm được chuyện lớn, họ có khí chất cao sang, phú quý, thu hút người đối diện, đặc biệt là phái nữ lại càng có mệnh đào hoa. Sinh vào tháng 11. Tính cách người này cứng cỏi, có lập trường và đầu óc quan sát, đối với chuyện tình cảm, phần lớn lận đận bởi bản tính đa nghi, dễ nảy sinh ghen tuông, làm tổn hại tình cảm. Sinh vào tháng 12 âm lịch. Phúc lộc bản mệnh đầy nhà, còn trẻ mà đã đạt thành công lớn, những người này được quý nhân phù trợ, anh em, bạn bè hết lòng giúp đỡ. Họ không vì vinh hoa phú quý mà đánh mất bản thân, coi thường người khác. Kính thưa quý vị, gia đình có đủ 3 dấu hiệu này thì năm 2024 Giáp Thìn đón phúc lớn, phồn vinh, thịnh vượng, đời đời an yên. Một năm mới lại đến và mọi người đều hướng tới những phước lành. Trong gia đình có đủ 3 điều này thì niềm vui cứ thế lan tỏa trên nét mặt rạng ngời của mỗi người. Hứa hẹn một năm mới tươi vui, thành công. Sự đổ vỡ của nhiều gia đình đến từ những sự chịu đựng, tích tụ qua nhiều năm tháng,
Họ ngày càng chỉ nhìn vào những khuyết điểm của nhau, đổ lỗi cho nhau sau những lần cãi vã. Làm như vậy chỉ khiến đối phương thêm cứng đầu, không ai chịu nhượng bộ. Có 3 điều đặc biệt cần chú ý khi chung sống với nhau. Một gia đình xuất hiện những điều sau đây chắc chắn là nhà có phúc. Điều thứ nhất, hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ xem như không có. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải một số người có thói quen phán xét, chỉ dạy và tự cho mình quyền sai khiến người khác. Gặp phải những chuyện như vậy ở một môi trường làm việc, người ta thường không nghĩ đến việc giải quyết vấn đề, mà đem những tiêu cực về nhà, chút lên đầu người thân. Càng nóng giận ta sẽ càng không biết cách kiềm chế, và lời một khi đã nói ra sẽ khiến người bên cạnh tổn thương sâu sắc. Có người từng nói, nhiều gia đình thất bại theo thời gian, họ thường nhìn chằm chằm vào những sai lầm và đổ lỗi cho nhau, không nhường nhịn và cố chấp đến cùng cực. Trong cuộc sống, luôn có một số người bướng bỉnh, thích phán xét tiêu cực về đối phương. Khi gặp phải điều gì đó, điều đầu tiên họ nghĩ không phải là giải quyết vấn đề, mà là lan tỏa sự nóng nảy đến những người thân yêu. Càng tức giận càng mất kiểm soát, bạn càng trở nên nóng nảy, tuôn ra những lời làm tổn thương người khác. Thủ phạm lớn nhất trong các mối quan hệ gia đình là bạn không nhường khi tôi bất lực, bạn chỉ đổ lỗi không ngừng khi tôi phạm sai lầm. Một học trò đã từng hỏi Khổng Tử, có đạo lý nào mà con người ta phải học cả đời không? Khổng Tử đáp, đó có lẽ là tha thứ. Cuộc sống đòi hỏi sự kiên nhẫn, mà sự kiên nhẫn lại bắt nguồn từ lòng bao dung. Tha thứ không phải là sự đồng tình, mà là sự khiêm nhường. Đó là một cách tuyệt vời để duy trì sự hòa thuận trong gia đình. Chỉ bằng cách ngồi lại lắng nghe và bao dung lẫn nhau, không chấp nhặt chuyện lông gà vỏ tỏi, hiểu những khó khăn của gia đình và biết ơn những nỗ lực của từng thành viên, chúng ta mới có thể chấp nhận sự không hoàn hảo của nhau và cùng xây dựng mái ấm hạnh phúc. Vì vậy, chúng ta cần biết sống nhẫn nhịn rồi mới có thể tha thứ. Chỉ khi đặt mình vào vị trí của người khác, cố gắng thấu hiểu, trân trọng lẫn nhau, thì gia đình mới yên ấm và hạnh phúc. Điều thứ hai, chuyện đã qua thì không nhắc lại. Một thử nghiệm yêu cầu 2 người tham gia kể lại chuyện không vui gần nhất, sau đó cho một người xem bộ phim tiêu cực, người còn lại xem một vở kịch giải trí. Cuối cùng yêu cầu họ kể về những điều chưa hài lòng, và kết quả đã chứng minh, khi một người vui vẻ, những chuyện khó chịu đối với họ chỉ là chuyện nhỏ và dễ dàng giải quyết. Còn khi một người đang trong trạng thái tiêu cực, thì một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến người ta phẫn nộ và ghi nhớ. Những chuyện không vui trong quá khứ sẽ bị đánh thức khi ta trong trạng thái giận dữ. Cuộc đời là một con đường không ngừng tiến về phía trước. Nếu cứ mãi nhìn chằm chằm vào những vết sẹo của quá khứ, thì mỗi lần ngoảnh lại bạn sẽ rắc một nhúm muối vào vết thương, khiến người này thêm buồn, người kia càng tức giận. Chỉ khi xóa bỏ ngày hôm qua, chúng ta mới có thể tập trung vào hiện tại và nhìn về tương lâu dài của nhau. Nhà là một từ hết sức thiêng liêng, cũng là nơi chứng kiến và đồng hành cùng ta đi qua những quãng đời. Một gia đình muốn thịnh vượng thì cần các thành viên nỗ lực và xây dựng làm việc. Còn một gia đình cầu hòa thuận bình an, chỉ cần các thành viên một lòng đồng tâm hiệp lực thì khó khăn đến mấy vẫn có thể cùng nhau vượt qua. Hy vọng chúng ta đều biết cách xây dựng một gia đình ấm áp và hạnh phúc, để nhà luôn là nơi trở về. Điều thứ ba, cùng nhau đối mặt với sóng gió. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nhớ câu chuyện bó đũa. Một chiếc đũa đơn lẻ đương nhiên sẽ dễ dàng bị bẻ gãy, nhưng một bó đũa hợp lại thì không thể nào bẻ gãy. Một gia đình thực thụ có thể ở bên nhau cùng vượt qua bão tố, dù thử thách có khó đến mấy, chỉ cần đoàn kết và thương yêu lẫn nhau cũng có thể vượt qua. Một câu chuyện kinh điển khác được kể lại như sau, có 2 gia đình, mỗi nhà đều được phát cho những đôi đũa rất dài. Gia đình thứ nhất ai nấy khi gắp thức ăn đều chỉ muốn đưa vào miệng của mình, vì đũa dài quá nên thức ăn chưa đến được miệng đã rơi xuống đất, sau cùng chịu đói. Gia đình thứ hai thì ngược lại, vì quan tâm lẫn nhau mà khi gắp thức ăn chỉ muốn đưa cho người khác. Họ gắp cho nhau ăn dễ dàng và sau đó đã vượt qua được thử thách. Cuộc sống khó tránh khỏi những lúc ngoài ý muốn, khó khăn, giông bão có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Gia đình chính là tổ ấm an toàn, nơi những người thân cùng nhau san sẻ, dắt tay nhau vượt qua bão tố. Vậy mới nói, nhà là hậu phương vững chắc của mỗi người. Vâng, quý vị thân mến, video đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý vị và các bạn vui vẻ, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.